Madonna cư sừng làm ngé khi diện đồ khoe thân và phản ứng càng lời của khán giả. Mới đây, rất nhiều cư dân mạng bao gồm cả người hâm mộ lâu năm, họ đều phản đối phong cách thời trang khoe thân quá đà, không phù hợp tuổi của nữ hoàng nhạc pop Madonna. Kết thúc màn trình diễn nóng bỏng tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2021, nữ ca sĩ Madonna tiếp tục góp mặt tại bữa tiệc được tổ chức tại câu lạc bộ One Art New York ngay sau đó. Tại bữa tiệc, nữ hoàng nhạc pop xuất hiện trong bộ bodysuit cúp ngực bó sát cơ thể bằng da màu đen, kết hợp tất lưới, giày cao gót, tông sượt tông. Đáng chú ý, Madonna còn đeo thêm mạng che mặt màu trắng, cô còn đeo thêm rất nhiều vòng vàng ở tay và cổ, kèm theo bông tai hình thánh giá, mắt kính đen và túi xách da đen. Sự kết hợp trang phục của nữ ca sĩ 63 tuổi tạo nên tổng thể kỳ lạ và có phần gây ám ảnh. Một số dân mạng khó chịu với diện mạo mới của Madonna, họ chê ngôi sao Vogue mặc đồ lố lăng, không hợp tuổi, cố tình cư sừng làm ngé. Một số nhận xét cô giống như một quá phụ phiên bản kịch cỡm. Không chỉ vậy, nhiều người hâm mộ lâu năm cầu xin cô sống đúng tuổi thật, đừng đua đòi với những ngôi sao trẻ hiện nay. Đã có rất nhiều bình luận với cách ăn mặc của nữ ca sĩ. Họ để lại bình luận, trái tim tôi tan nát khi nhìn thấy cô ấy cố níu kéo tuổi trẻ. Tôi không rõ cô ấy muốn thu hút thế hệ nào. Vào những năm 1980, tôi khi đó còn là một đứa trẻ đã rất yêu thích cô ấy. Tôi buồn vì cô ấy từng là một biểu tượng thực sự. Tôi bằng tuổi Madonna, nếu thấy tôi mặc như vậy, các con tôi sẽ thấy xấu hổ vì tôi. Madonna thân mến, tôi cầu xin cô hãy chọn lại stylist. Không thể tin tôi hâm mộ cô ấy từ khi còn nhỏ, thật đáng xấu hổ. Madonna, xin hãy chấp nhận con người hiện tại của cô bây giờ, cô thực sự không cần phải ăn mặc thế này đâu. Đâu rồi nét quyến rũ, thanh lịch và sang trọng. Trước đó, Madonna mở màn buổi lễ trên sân khấu MTV VMA 2021 với nguyên cây da, lấy cảm hứng từ BDSM, khuấy động cả khán phòng. Ban đầu, Madame X bước ra khá kín đáo với chiếc áo khoác của Burberry. Sau đó, người đẹp 63 tuổi cởi bỏ áo khoác ngoài để lộ bộ bodysuit bó sát cơ thể, lộ nhiều da thịt. Hút mắt nhất là vòng một khủng bị o ép quá mức. Họ nói rằng chúng ta sẽ không tồn tại lâu, nhưng chúng ta vẫn ở đây. Chúc mừng MTV tròn 40 tuổi. Chào mừng đến với MTV VMA 2021. Nữ ca sĩ huyền thoại nói lớn trước khi rời sân khấu. Trên Instagram, Madonna đăng ảnh chụp ngồi trên xe hơi đến lễ trao giải MTV VMA 2021. Nữ hoàng nhạc pop gắn bó với giải thưởng âm nhạc uy tín hàng đầu nước Mỹ này rất nhiều năm qua. Trong suốt sự nghiệp, cô giành được 20 chiếc cúp nghệ sĩ của năm. Bức ảnh tại hậu trường sự kiện của Madonna nhận được hơn 747.000 lượt yêu thích trên Instagram. Trước đó, dân mạng cũng quan tâm đến chuyện tình lệch tuổi của Madonna và tình trẻ Anna Malik William. Họ và gia đình đã tận hưởng kỳ nghỉ sinh nhật ở Ý trong thời gian gần đây. Đó là chuyến du lịch mừng sinh nhật đánh dấu cột mốc 63 tuổi của Madonna. Cánh săn ảnh bắt gặp Madonna tay trong tay với tình trẻ Anna Malik William đi thăm thú cảnh đẹp ở nơi được mệnh danh là Florence phương Nam. Trong chuyến đi chơi, nữ ca sĩ sinh năm 1958 mặc váy trắng ngà dài qua gối mang phong cách bohemian, kết hợp với bút đen hầm hố, mũ rộng vành, kính râm, nhiều trang sức và túi xách in hình trái cây. Suốt chuyến tham quan, Madonna và tình trẻ kém 36 tuổi gần như không rời nhau, luôn nắm tay rất tình cảm. Cặp đôi cô cháu còn thoải mái hôn nhau giữa phố đông đúc người. Được biết, Madonna chính thức thành đôi với Anna Malik từ khoảng đầu năm 2019. Trước đó, thanh niên 27 tuổi là vũ công trong các tour diễn của cô. Giọng ca I Don't Shut I Fry cũng dành thời gian ăn trưa với các con gồm con gái lớn Ludet Leon 24 tuổi, con trai Rocco Ricci 21 tuổi và cặp song sinh Stella và Esther 8 tuổi. Ngoài ra, Madonna còn có hai người con nữa là con trai David và con gái Messi đều 15 tuổi.